Phần 2. Ý tưởng ở đâu ra? Đối với rất nhiều người, đây là câu hỏi triệu đô mà không dễ gì họ có thể có câu trả lời. Bạn có thể hỏi bất cứ người làm về sáng tạo nào về nguồn gốc ý tưởng của họ, và họ sẽ tìm cách né tránh không đưa ra câu trả lời. Chẳng phải là họ muốn giấu nghề đâu, mà chỉ đơn giản là chính bản thân họ cũng không biết trả lời như thế nào. Cái mà người đặt ra một câu hỏi như vậy muốn là một bản hướng dẫn cụ thể và chi tiết như kiểu: 1. Đúng 8 giờ sáng, mở hết cửa sổ trong nhà. 2. Lôi ra một tờ giấy, viết cho đủ 3 lần câu thần chú gì đấy tôi không biết đọc. Đấy, tôi sẽ để ở trên màn hình như thế này nhá. 3. Dán tờ giấy lên cánh cửa bên trái không cửa sổ gần hướng mặt trời mọc nhất. 4. Cửa nhà bạn có tiếng chuông, bạn chỉ việc ra mở cửa rồi nhắm mắt đợi ý tưởng bay vào đầu bạn qua đường tai và miệng. Và đó cũng là những điều mà người làm sáng tạo không thể tự đưa ra được cho họ. Neil Gaiman đã nói rõ, ý tưởng không đến với ông từ bất cứ một nguồn cụ thể nào, mà nó đến từ việc sống, từ trải nghiệm, mơ mộng và đặt ra những câu hỏi, nếu ích thì sao? What if? Nếu biết rằng người sói cắn ai thì người đó cũng biến thành người sói, vậy sẽ ra sao nếu người sói cắn một con cá vàng? Hay như Eminem đã bảo, anh tìm ý tưởng từ chính những mất mát trong cuộc đời của mình. Thực ra những mất mát đó của bạn không nhất thiết phải là đến mức đau khổ kinh khủng lắm. Những việc bạn cần làm là kéo giãn cái nỗi đau đó ra càng xa càng tốt, khiến cho nó trông có vẻ tệ hơn thực tế. Ý tưởng không phải là cá để bạn chỉ việc quăng lưới là xong. Ý tưởng chỉ đến khi bạn không ngờ tới. Nó chỉ đến khi tâm lý của bạn hoàn toàn được thư thả, trống rỗng, khi bạn coi như thể ý tưởng mà bạn cần vẫn đang trôi nổi ở đâu đó ngoài kia, và bạn phải đợi nó đến. Không phải tự nhiên mà Archimedes đã tìm ra được lời giải cho bài toán xác định vàng giả trong bể tắm. Paul Graham trong quyển The Top Idea in Your Mind 2010 đã viết: tất cả những ai đã thử giải quyết những vấn đề khó đều quen thuộc với hiện tượng mà ở đó anh ta cố gắng giải quyết một vấn đề, rồi thất bại, và rồi sau đó bất giác tìm ra được lời giải trong khi đang làm một việc khác. Có một loại suy nghĩ tương tự hoạt động mà không cần bạn phải lưu tâm. Càng ngày tôi càng tin chắc rằng mọi suy nghĩ này không chỉ đơn giản là có ích trong việc giải quyết những vấn đề khó, mà nó thậm chí còn là bắt buộc. Vậy ở đây, việc bạn cần làm là phải làm sao cho tâm trí mình hoàn toàn được thanh thản và không bị bất kỳ ai quấy rầy. Có nghĩa là tốt nhất những lúc như thế bạn nên ở một mình. Nếu giống như tôi, vai trò của bạn trong một dự án nào đó yêu cầu bạn lúc nào cũng phải có mặt ở văn phòng cùng với mọi người để sẵn sàng trao đổi, thì việc sáng tạo sẽ là rất khó. Kể cả khi trong phòng mọi người đều trật tự, thì chính bản thân sự có mặt của họ đã là một vật cản đối với sự sáng tạo của bạn. Vì thế tốt nhất là khi cần, bạn hãy tìm cho mình một căn phòng riêng yên tĩnh để suy nghĩ. Thứ hai, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, thì một cách hay nữa để kích thích sự sáng tạo, đó là vận động tay chân hoặc làm các hoạt động sáng tạo khiến cho bạn cảm thấy mới mẻ và thích thú. Như theo lời của Jonathan Blow, thì ông thích đi lên quán bar nhảy. Như Tommy Raffinis thì anh ta lại thích chuyển sang viết kịch bản cho một cuốn truyện tranh. Điều quan trọng là bạn phải thực sự vui vẻ và thoải mái với nó. Nếu bạn làm một việc gì đó chỉ đơn giản để đòi hỏi ý tưởng phải xuất hiện, chứ không phải vì bạn thích thú với công việc ấy, thì ý tưởng cũng không đến được đâu. Vì thế cho nên, nếu công việc của bạn đòi hỏi sự sáng tạo liên tục, thì bạn đừng mất thời gian ngồi ở bàn và cắn bút. Hãy tạo cho mình những thói quen khác và biết khi nào nên tạm ngừng công việc chính để đi tận hưởng cuộc sống. Tìm những cái tên để truyền cảm hứng cho mình. Họ hoàn toàn có thể là những con người không hề liên quan đến ngành mà bạn đang làm, miễn là bạn phải biết và tin rằng họ cũng là một trong những người đang ngày đêm làm việc để đi tìm những chân trời mới hay chiến đấu vì một thế giới tươi đẹp hơn. Là người làm sáng tạo, cảm hứng là một nguyên liệu tối quan trọng để giữ cho đầu óc của bạn luôn tỉnh táo, và bạn sẽ không đi chệch hướng khỏi mục tiêu của mình. Khi bạn lạc lối, họ sẽ là những ngọn đèn soi sáng đường đi của bạn, và đồng thời, nếu bạn lắng nghe và thấu hiểu cái lăng kính quan sát thế giới của họ, đến một lúc nào đó chính nó cũng sẽ trở thành lời giải cho một bài toán khó trong công việc của bạn. Bạn đừng tin vào cái suy nghĩ, tư duy ngoài chiếc hộp mà tất cả những kẻ ngoài kia đang ngày ngày rêu rao. Bạn sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn đứng ra khỏi ngoài hộp được đâu, mà bạn chỉ có thể nhảy từ hộp này sang hộp khác để quan sát mà thôi. Chúng ta không phải là thần thánh, vì thế hãy đảm bảo rằng bạn có trong tay càng nhiều chiếc hộp để quan sát càng tốt. Tôi cũng có những con người mà tôi hết mực tôn trọng, những người mà bao nhiêu năm nay vẫn truyền cảm hứng cho tôi bằng cách cố gắng hết sức trong công việc họ làm. Gọi họ là thần tượng thì có vẻ là hơi quá.
nhưng ít nhất là khi họ cảm thấy họ có điều gì quan trọng cần phải nói, thì chắc chắn tôi sẽ dành cho họ 100% sự tập trung của mình để lắng nghe. Bởi vì với tôi, lời nói của họ thực sự có trọng lượng. Bản thân những thần tượng của tôi cũng có những thần tượng của cá nhân họ, và đôi khi thần tượng đó của họ cũng sẽ là thần tượng của tôi. Một số cái tên mà tôi có thể nghĩ ra ở đây có thể kể đến như Elon Musk, đầu tàu quan trọng của SpaceX, Tesla, nay đã sở hữu Solar City, cùng các dự án quan trọng khác như Hyperloop, OpenAI, Neuralink, hay như gần đây là The Boring Company. Năm 2011, khi xe điện vẫn còn như một câu chuyện đùa cợt giữa những người trong ngành, thì nay, xe điện của Tesla đã và đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn nước Mỹ và Canada, với Model S có thể đạt tới vận tốc 100 km/h trong 2,8 giây. Với việc hạ cánh thành công giai đoạn 1 của quả tên lửa Falcon lên xà lan trên biển vào tháng 12 năm 2015, SpaceX của Elon đang đặt mục tiêu sẽ cắt giảm chi phí phóng tên lửa chở người lên vũ trụ lên đến 10 lần và thực hiện chuyến đi đến sao hỏa lần đầu tiên vào năm 2030. Bạn có thể hỏi bất kỳ ai vào năm 2008 và họ sẽ trả lời rằng việc thành lập một công ty tên lửa vũ trụ là một ý tưởng quá ngu ngốc. Đến bây giờ nó vẫn là một ý tưởng ngu ngốc. Nhưng bạn biết đấy, trong một thời đại của sự đình trệ đã khiến con người ta phải thốt lên rằng họ hứa với chúng ta về những chiếc xe bay và tất cả những gì chúng ta có là 140 ký tự. Thì những con người dám tiêu tốn đến hàng triệu tỷ đô để tìm ra một tương lai lâu dài cho cả loài người xứng đáng có được sự tôn trọng của chúng ta chứ nhở? Elon dù đã lớn và quá cáo già, nhưng trái tim của hắn thì vẫn như một đứa trẻ. Hắn lên Twitter hỏi ý kiến mọi người xem nên đặt tên công ty đào hầm ngầm mới là gì, rồi quyết định chọn cái tên The Boring Company, và đó là một trong những lý do mà tôi yêu hắn. Jonathan Blow, programmer và là một game DJ của Brain 2008 và The Witness 2016. Ông là cựu sáng lập của chương trình Experimental Gameplay Workshop tại Game Developer Conference và là một trong những người luôn mạnh mẽ lên tiếng về những phương thức làm game thiếu đạo đức. Điển hình là bài phân tích và chỉ trích World of Warcraft năm 2007. Hai sản phẩm The Break và The Witness đều được đánh giá cao trên phương diện sáng tạo và nghệ thuật, được tôn vinh là những sản phẩm góp phần đưa video game đến tới những chân trời mới. Hiện tại, John đang có kế hoạch thực hiện một dự án khổng lồ tạm gọi là Game Tree, dự kiến sẽ mất khoảng 20 năm để thực hiện, gần như là toàn bộ phần đời còn lại của ông. Chưa hết, ông hiện cũng đang nung nấu ý định phát triển một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới để phục vụ lập trình game, tạm đặt tên là JAI, hòng thay thế cho ngôn ngữ C và C++ đã quá cũ và nặng nề. Ngành nào cũng cần có một vị cứu tinh làm người dẫn dắt, thật may là video game có John. Jordan B. Peterson, giáo sư tiến sĩ tâm lý học, hiện đang giảng dạy tại trường đại học Toronto thuộc Ontario, Canada. Ông đã có kinh nghiệm giảng dạy hơn 30 năm và đã từng là giảng viên tại Harvard, chuyên đào sâu nghiên cứu về triết học. Ông là một người hiểu biết sâu rộng, giảng giải rất hợp lý và thuyết phục, và hiện đã có gần 500 video các bài giảng của ông được đăng tải lên YouTube và rất nhiều các chủ đề: óc sáng tạo, chủ nghĩa hậu hiện đại, chế độ toàn trị, trách nhiệm với quyền lợi. Ông là một người ủng hộ gắt gao nhất cho quyền tự do ngôn luận, cho lý luận logic, cho sự thật và cho chân giá trị của con người. Ông đã từng bị tước quyền làm giáo sư vì đã từng chống lại việc thông qua nghị định C-16 của nhà nước Canada, hay yêu cầu cắt giảm 25% kinh phí tài trợ cho các bài nghiên cứu vô nghĩa và phản khoa học tại trường đại học Canada. Tuy vậy, hiện nay ông vẫn thu được nguồn kinh phí tài trợ gần 40.000 đô cho việc nghiên cứu mỗi tháng của ông từ phía cộng đồng trên Patreon. Còn rất nhiều cái tên khác mà tôi không thể nhắc đến hết. Họ đều là những con người đã hoặc đang giảng dạy ngày đêm để hướng đến một điều gì đó lớn lao và đẹp đẽ hơn. Và tôi biết rằng, ngày nào trên đời vẫn còn tồn tại những con người như thế này, là ngày tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc được. Còn bạn thì sao? Bạn đang làm gì? Và bạn có tin tưởng vào điều mà bạn đang làm ở đó không? Nếu có, hãy nhận lấy của tôi một cái kém cá. Quả thật đây là một góc nhìn rất mới về sự sáng tạo. Hãy cho bọn mình biết góc nhìn của các bạn về chuyện này ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya.